Dạ. Cũng xin được trân trọng kính chào Công đoàn Dân Chúa khắp nơi, đặc biệt là Công đoàn Anaheim. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm, chúng ta cùng chung vui nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đó là một mạng của Công đoàn. Xin kính chúc tất cả Công đoàn Dân Chúa tại Anaheim sẽ có một đêm thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên người dân, và cũng để chào mừng tất cả khắp nơi trên thế giới đón mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Xin được trân trọng kính chào.